Kia vẻ xe thằng còn cá không Gu? Đúng rồi nhá. Sao nó lượn vườn đây làm gì nhỉ? Ra đây đi. Về quầy xem sao. Mà công việc quầy giá nào Gu? Có mấy mã nợ xấu mà chưa đi thu được anh ạ. Thế sao mà không cho các em đi thu đi? Tết tới nơi rồi. Em không bảo bảo chúng nó thì nó chỉ vâng chứ nó không nghe anh ạ. Thế mà làm bù nhìn à? À, không làm thì mẹ mà đi. Thằng của mày đến ngay rồi đấy. Lo mà trả tiền cho tao đi. Mày đánh mẹ mày đi còn tập dừng. 7, 8, 9, 10. Còn em bắt được bố lại luôn đấy. 6 lá từng bắt được, 4 lá con này đã là cái gì? 8, 9, 10 gì? Ca về. Alo. Ừ. Anh ơi, quầy có việc ạ. Từ từ. Chín của mày đâu? Mày bịt tao à? À nhầm. Mẹ thằng. Nhầm con cặp. Trả tiền đi. Bố đéo chơi nữa. Thế vụ cửa hàng mới sao rồi? Vẫn chưa khai trương rồi anh ạ. Còn vướng một tí thủ tục nữa. Chứ mày không làm kịp tiến độ đi, còn vướng thì vướng đoạn nào? Vướng chỗ giấy cấp phép này. Ai làm vụ đấy? Mày bỏ cái tay ra, bỏ bẻ mẹ cái tay đi bây giờ. Lấy tiền bố mày. Đưa đây. Lấy tiền. Chúng mày làm gì nhà cái chỗ này? Anh nói ạ. Không có gì đâu anh ạ. Mày đang đùa tí thôi mà. Thế có vụ gì mà cho mày cuống hay vậy? Thằng thanh con đấy mới vay được một tháng, lãi thì chưa đóng đồng nào, bây giờ nó báo bùng rồi. Ai à, làm khách đấy? Là em ạ. Mày check kỹ chưa? Thì nhà nó có hai bố con. Em cứ nghĩ là sơi được mảnh đất đấy rồi. Bây giờ ý nó làm sao? Nó nổi hẳn tiếng Việt, là chợ chứ bán thịt người. Đến là nó đón anh ạ. Chúng mày để thằng thanh con ấy nói câu đấy mà chúng mày còn ngồi đây được à? Lấy đồ, đến nhà nó thế nào? Mày không cầm hàng nóng đi để nó pha mày rồi đến nó mà ạ nó à. Đấy, có em nó đây này. Đưa máy đây. Đây ạ. Live stream luôn. Nhà nó kìa anh. Hello anh em nhá. Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay tôi có một mã nợ xấu, anh em tôi sẽ trực tiếp đi lấy. Con vợ nó lại thách thức không trả, đến là đón. Hôm nay tôi sẽ cho anh em trực tiếp thấy anh em tôi xử lý. Bay lên đó. Con lợn này. Nhà đây à? Vâng, nhà đây ạ. Đây là như là bố đó. Bác là bố của Pháp à? Hả? Ông có nghe thấy anh tôi hỏi gì không? Ông bị điếc à? Tôi không hiểu. Con ông vay tiền tôi, bây giờ con ông không trả thì ông phải trả. Ông có tin tôi đốt luôn cái nhà này, tông cổ ai có con ông ra được không? Mày bỏ tay mày xuống. Ai dạy mày nói chuyện với người già vậy đấy? Thằng Pháp vay tiền thì thằng Pháp có trách nhiệm. Ông còn tuổi bố mà đấy, thậm chí nhiều hơn tuổi bố mà đấy. Mà nói vậy à? Anh vừa phải với em thôi. Vừa phải gì? Hả? Vừa phải gì? Đi xuống. Chạy đâu? Bỏ đây ha. Tao không quỳ. Tao chỉ quỳ trước mặt bố tao thôi. Con lợn này, tao tưởng mày gấu lắm. Tuyên bố không trả, đến nó đón. Sao giờ mày chạy nhanh thế?
Mày giết được tao thì mày giết đi. Còn tiền, một xu không còn đâu. Bố mày nói cho mày nghe này. Tiền là máu là thịt của anh em tao. Bất kỳ đứa nào phải trả. Một xu mày trả. Mày càng không phải đi, hiểu chưa? Dù mày có nói thêm gì cũng không ra thêm một cái gì nữa đâu. Chuyện gì thế này con? Con xin lỗi bố. Con là đứa bất hiếu. Từ nay con không lo cho bố nữa rồi. Các anh, sao các anh lại bắt con tôi? Bố bị làm sao à? Ông bị tai biến, hỏng tai rồi, không nghe gì nữa đâu. Thế mày có là con người nữa không? Hay là một thằng súc vật? Ha! Bố bị như này mà mày còn vay tiền, chơi bời, báo nợ. Mày là cái loại gì? Ha! Ha! Anh có thuốc, tôi xin được thuốc. Cho đi thuốc. Vâng. Là tôi được tiêu đồng làm. Ông bị ốm, phận làm con như tôi không thể không cứu chữa. Tiền tôi vay các anh là dùng để chữa bệnh cho bố. Tôi vay chỗ này đắp chỗ kia, giảm mất khả năng chi trả. Bỏ ra. Anh, tao bảo bỏ ra. Anh làm gì thì anh cứ làm, tôi xin chấp nhận hết. Kể từ giờ phút này, anh sẽ xóa nợ cho cậu. Cậu không còn nợ một đồng công ty nữa, kể cả cả gốc và lãi. Anh, xóa nợ làm sao? Mày làm sao? Ý kiến gì? Sao anh lấy tiền của công ty cho nó? Em không đồng ý. Mày có bao nhiêu cổ phần trong công ty? Ở công ty này, cổ phần của em chỉ thua mỗi mình anh thôi. Thế thì bố mày nói luôn cho mày này. Tao cho mày luôn cái công ty đấy, nhá. Và từ nay mày đừng nhận tao là anh em của mày nữa. Cho nó, tao nói mày biết này. Mày có một công ty hay 10 công ty mà mày không đạo đức thì sớm muộn gì mày cũng mất hết. Làm người ấy phải có tình thương, phải ác với ma, còn với bụt nhất định phải hiền. Mày hiểu chưa? Còn giờ thì mày biến. Anh biến. Tắt máy đi. Bác, cháu biếu bác để bác chữa bệnh tuổi già. Với ăn mình tuổi già. Thật sự là cháu không biết nói gì, nhưng mà vào hoàn cảnh này cháu thật sự xin lỗi bác. Vì cháu vẫn là em mà quá dặn. Sao tiền gì thế này mà anh lại đưa cho tôi nhiều thế? Anh, em cảm ơn anh. Ơn này, đời này em sẽ không bao giờ quên anh. Đứng em đi. Từ hoàn cảnh của cậu, anh không biết phải nói gì. Anh chỉ khuyên cậu là dù có như thế nào, cậu cũng không được cắm nhà. Dù có như thế nào, cậu cũng không được cầm những cái đồng tiền này của bố cậu để dùng. Còn cái khoản nợ bên ngoài thì cậu tự tìm cách mà xoay sở nhé. Em cảm ơn anh. Ơn như thế này em sẽ khắc cốt ghi tâm. Anh tin cậu làm được. Bác, cháu thực sự xin lỗi bác. Cháu cũng thay mặt các em xin lỗi bác. Các em cháu còn dại. Cháu chúc bác anh khỏe. Bác nhé. Chào bác, chào em. Còn cha mẹ ta còn nơi để về.
cha mẹ không còn, ta chỉ còn nơi để đến. Anh thì giờ chỉ còn nơi để đến với họ.